Vâng, và đây em nó đang tự động lấy giờ cho các bác nha, khi em mới lấy ra. Đấy, để trong khay á, mới lấy ra chuẩn bị quay video các bác. Đấy. Còn Hamren vương miện. Size con này là 42 nha. Khi các bác chơi và bác cắt tủ rồi, khi bác cầm ra thì nó sẽ tự động lấy năng lượng và tự động lấy giờ lại cho các bác nha. Con này thì quá mới, con này là máy năng lượng nha các bác, cũng như là máy cơ lấy năng lượng các bác, nó không sử dụng pin mà lấy, nó sử dụng năng lượng hiệp ánh sáng hay là cái gì có năng lượng, kiểu như là năng lượng ánh sáng mặt trời các bác, bóng đèn bóng đồ vân vân, tự động em nó hấp thu. Cọc số là mã cực kỳ sang, con này vàng 18K nha, bọc vàng 18K cực kỳ đẹp, hàng sưu tầm nha. Đấy, nó lấy đúng rồi các bạn. Ừ. Rất là hay, hay các bạn. Các bạn thấy chưa? Đấy. Nó tự động lấy giờ cho các bác nha. Em về con này gọi là rất là độc. Một con máy năng lượng nó đẹp, gọi là trên 95% luôn nha. Hàng sưu tầm nha, khó zin nha các bác. Hemwatt brand. Con này thì em đang giao lưu với các bác là 3 triệu nha. Bác lấy thì alo cho em. Size nó là 42 mm, 42 mm có nghĩa là 4 cm, 4.2 cm đấy các bác, bọc vàng 18K. Nhưng con hàng đấu giá lâu về được một con, cũng lần đầu tiên em về được một con năng lượng này, cọc số La Mã cực kỳ sang. Các bác sẽ không phải ngồi vành vành chân giờ, và khi các bác cắt ấy, cắt ở đâu đó thì lâu lâu lấy ra đeo ạ. Cắt 2 3 ngày là đi lâu lâu lấy ra tiệc thì cứ đeo lên tay, lấy ra gặp ánh sáng là tự động em nó tự động lấy giờ cho các bác, rất là hay ở điểm đó. Con này 3 triệu nha, bác có lấy lên tay nha, sưu tầm thôi. Đấy. Không phải ai cũng có được những con mà nó tự động lấy giờ, rất là hay. Cọc số La Mã nha, hướng 6 9 12 và 3 giờ là đến đá nha các bác. Rồi cũng đã nghỉ lễ xong rồi, em bắt đầu vào việc các bác, vào công việc. Tí nữa sẽ có video chi tiết sau. Chốt alo nha, 95% nó mới tin các bác. Khóa mới. Một con máy pin năng lượng. Một con máy năng lượng nữa các bác. Trong nước lên tới 100 mét nha. Hamwatt.